Chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần. Là các đơn vị hành chính sự nghiệp có nguồn thu chủ yếu từ ngân sách nhà nước, ví dụ như Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Phòng Công thương và Chi cục thuế. Khác với các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu thì kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần là không có khoản thu ngoài mà chỉ sử dụng ngân sách nhà nước để chi tiêu cho các hoạt động và cuối cùng thì quyết toán và báo cáo tài chính đơn vị. Đến với khóa học của Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn hiểu rõ được công việc của một đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần, nắm rõ được quy trình, phân tích các chi phí và lập định mức ngân sách nhà nước, thành thạo việc phân bổ định mức chi tiêu, dự toán được nguồn kinh phí và quản lý được các nguồn thu sự nghiệp. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học hành chính sự nghiệp đơn thuần, được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ 2 xử lý các chi phí phát sinh trong kỳ, và nội dung thứ 3 là xử lý các công việc cuối năm. Ở nội dung đầu kỳ, hướng dẫn thực hiện lập danh sách các cán bộ của đơn vị, khai báo các danh mục tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, cập nhật các số dư trên bảng cân đối tài khoản của năm trước chuyển sang, hướng dẫn các mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết với báo cáo tài chính, chỉ ra các điểm mới, áp dụng các thông tư mới nhất. Nội dung thứ hai xử lý các phát sinh trong kỳ, bao gồm theo dõi kiểm soát các kinh phí dự toán giao vào đầu năm, hướng dẫn thực hiện lập quyết toán quy chế theo thông tư mới, lập các bảng lương trong mảng đặc thù hành chính sự nghiệp đơn thuần, xây dựng dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí cho từng khoản mục chi thường xuyên. Hướng dẫn thực hiện lập các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, lập các giấy rút dự toán kinh phí, lập các bảng kê chứng từ thanh toán mua tạm ứng và làm rõ các tình hình thu chi ngân sách nhà nước, nắm rõ được các văn bản thông tư nghị định quy định mới nhất để tránh sai sót khi lên báo cáo, thực hiện các chỉ tiêu định mức ngân sách nhà nước giao hợp lý, và xử lý các công việc cuối năm bao gồm quyết toán kinh phí cuối năm, kết chuyển cuối năm, lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, lập báo cáo quyết toán đối chiếu kho bạc và một số các công việc liên quan đến các báo cáo khác là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học bao gồm hình thức lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com. Các bạn sẽ vào xem thêm vào phần giáo trình. Các bạn sẽ chọn đến giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp và chọn đến khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần. Hoặc các bạn sẽ học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký để nhận tư vấn lộ trình học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223.